vaya con ôi thôi không cần pha đường. Không cần pha đường, cắt đường vào. Thôi bây giờ mang cái chậu qua đây đã rồi thì nó cắt một thể. Trời. Chanh muốn mà pha với đường thì còn gọi là. Cẩn thận nào Teddy. Không, cắt cái lọ đường vào. Cắt cái lọ đường vào chứ không phải cắt chanh muối. Đường thì còn tay. Làm thì còn tay. Để yên để xem em xử lý tình huống nào. Không rồi. Cắt cái đấy vào, không cắt cái đấy vào. Để mang ra đây chị pha. Nhưng mà mang ra đây chị pha cho uống nè. Chị pha nước nóng rồi nhanh nhanh. Không nước nóng nó nguội mất uống lại không ngon. Rồi, chị ngồi đây chị đổ nước nóng cho em một ít thôi. Không sợ vào đấy bẩn đấy. Nhìn nhá. Đầu tiên quét vào trong nước này. Để chị pha xem nào. Teddy dùng cái ống hút. Teddy ngoài cho chị. Đi dùng cái ống hút ngoài cho chị. Để chị về chị pha đặt đặt chút cho nó. Chị nếm thử vừa chưa? Cái màu nước nó phải đen, nó phải hơi đen cơ, cái màu nước này nó vẫn trắng lắm. Nào, tay đi uống lại hết đi nào. Chị đã mất công chị pha nước nào đi, tay đi uống. Nào, uống lại chị không cho uống vào đâu nhá. Ngồi đi, cắt đi, để chị đậy nắp vào thân cất. Chờ chị một tí xem chị uống thử nó vừa chưa. Chưa vừa để chị cho thêm. Vừa rồi đấy. Nếu mà cho thêm cái gì vừa. Nào cắt lên cắt đi. Cắt cắt đi rồi đây uống. Cắt cắt nhanh nha. Cắt cắt đi. Hả? À ok ra vùng tay. Để cho anh chị nói. Hôm nay chị uống rất nhanh. Rồi nhanh đi cắt đi. Chị ngồi ra này đây. Dạ, nhanh lên, khẩn trương, chị đợi kìa. Nhanh lên. Ừ, thôi không sao, mẹ để đấy cho nó đỡ bị vướng các con lấy đồ chơi.